Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Mr. Đàm đi xe 3 tỷ xuất hiện chấp nhán trên phố 3 triệu. Ông hoàng nhạc Việt Mr. Đàm đi xe Lexus màu trắng có giá trên 3 tỷ đồng xuất hiện chấp nhán tại một nhà hàng trên phố 3 triệu Hà Nội vào chiều nay, ngày 24 tháng 6. Được biết, siêu xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, được nam ca sĩ tậu với giá trên 3 tỷ cách đây một vài năm và để cố định ở thủ đô để tiện cho việc di chuyển trong mỗi lần ra Hà Nội. Xuất hiện chấp nhoáng trên phố 3 triệu, Mr. Đàm gây chú ý khi diện quần kaki trắng, áo phông và giày vải. Nam ca sĩ sẵn sàng chụp hình cùng fan hâm mộ khi vô tình bị phát hiện. Sau khi gặp gỡ một số bạn bè thân thiết trong một nhà hàng, ông Hoàng Nhạc Việt trở ra xe sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị xuống Quảng Ninh cho show diễn tối nay. Mr. Đàm đi xe 3 tỷ xuất hiện chấp nhoáng trên phố 3 triệu. Siêu xe màu trắng sữa của nam ca sĩ thuộc dòng Lexus RX350 có giá không dưới 3 tỷ đồng. Anh gặp gỡ bạn bè thân thiết tại một nhà hàng trên phố 3 triệu. Rất nhiều fan hâm mộ vô tình phát hiện và đã xin chụp hình chung. Nam ca sĩ thân thiện chụp hình cùng một fan nhí. Sự xuất hiện chấp nhán của ông Hoàng Nhạc Việt vô tình làm xôn xao cả khu phố. Sau khi gặp gỡ bạn bè, Mr. Đàm trở ra xe và sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho show diễn tối nay. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.